Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 4 năm 2024, cùng kênh Kim Thanh Vlog. Man U gặp đối thủ nặng ký, Rashford chấn thương nặng, Ronaldo sắp bị trừng phạt. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá sáng ngày hôm nay cùng kênh Kim Thanh Vlog thưa quý vị. Man United dù đứng thứ 6 ngoài hạng Anh vẫn đủ điều kiện tham dự cúp C1. Erik ten Hag đã tận hưởng mùa giải đầu tiên đầy hứa hẹn tại Old Trafford, chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu của câu lạc bộ với việc giành Carabao Cup và giành quyền trở lại Champions League với vị trí thứ tư. Tuy nhiên, mùa giải 2024 là một mùa giải tồi tệ đối với Man United khi đội bóng của Erik ten Hag hiện chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng 32 và đã thua đến 12 trận, thất bại tại Champions League khi bị loại từ vòng bảng, tiếp tục bị loại sớm tại Carabao Cup. Với 11 điểm kém đối thủ ở các vị trí thứ 4 và thứ 5 trên bảng xếp hạng khi ngoại hạng Anh chỉ còn 7 trận nữa, người hâm mộ Quỷ Đỏ gần như đã từ bỏ hy vọng được xem đội bóng con cưng chơi tại cúp C1 mùa tới. Tuy nhiên, việc thay đổi thể thức thi đấu có thể bất ngờ mang lại cho Man United một cứu cánh. Mùa giải 2025 tới sẽ là mùa giải đầu tiên, giải đấu cao nhất cấp độ câu lạc bộ châu Âu có giai đoạn thi đấu kiểu Thụy Sĩ mới với 36 đội tham gia thay vì 32 đội như các mùa bóng trước đó. Cùng với việc mở rộng kể trên, hai giải đấu quốc nội trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu có hệ số UEFA cao nhất sẽ có 5 đội đủ điều kiện dựa trên vị trí cuối cùng họ đạt được tại giải vô địch quốc gia của họ. Hiện tại, Đức và Ý đang nắm giữ những vị trí đó, nhưng với 5 trên 6 câu lạc bộ Anh đang có mặt ở tứ kết các giải đấu do UEFA tổ chức mùa này, nước Anh nhiều khả năng sẽ thế chỗ Đức hoặc Ý để lấy suất dự thứ năm đó. Nếu Premier League được trao thêm một suất tham dự cúp C1 thì một số trường hợp đặc biệt sẽ giúp Man United đủ điều kiện, bất chấp việc chỉ đứng thứ 6 tại Premier League năm nay. Gabriel Jesus là chân sút xuất sắc nhất thế giới. Phát biểu trước thềm trận đại chiến Bayern Munich, Gabriel Jesus khẳng định Harry Kane là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Ngôi sao người Brazil chia sẻ, mọi người đều biết về phẩm chất của Harry Kane. Đối với cá nhân tôi, anh ấy là chân sút xuất sắc nhất thế giới. Vì vậy, thật tuyệt khi được đối đầu với những cầu thủ như vậy. Chúng tôi muốn khiến cho anh ấy im lặng trong trận đấu sắp tới, và sau đó, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Ngoài ra, không chỉ Harry Kane, mà còn có rất nhiều cầu thủ như Sané, bạn cũ của tôi, Mijiala, Coman, Muller, một cầu thủ tuyệt vời, và Nari. Có rất nhiều cầu thủ chất lượng ở đó. Thật khó để giải thích điều gì khiến Kane trở thành chân sút giỏi nhất thế giới. Có lẽ anh ấy có thể giải thích cho bạn, còn tôi thì không. Theo tôi, Kane có thể dứt điểm bằng đầu, bằng chân trái hoặc phải. Kể từ khi tôi đến châu Âu, vào thời điểm đó thì Kane đã là một trong những người giỏi nhất. Và tại thời điểm này, anh ấy là chân sút xuất sắc nhất thế giới. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Ten Hag trao đổi sau trận hòa Liverpool. Tài năng trẻ Kamala khẳng định anh luôn cống hiến hết mình mỗi khi có cơ hội ra sân. Trung vệ người Congo chia sẻ, đó là công việc của tôi, đó là niềm đam mê của tôi. Tôi biết mình cần phải làm gì trên sân. Tôi biết mình cần cống hiến hết khả năng ngay từ giây phút đầu tiên để gây ấn tượng, tận hưởng mọi thứ trên sân. Đó là điều tôi thích làm. Đúng vậy, là niềm đam mê của tôi. Và tôi biết trong mỗi lần có cơ hội thi đấu, tôi cần phải cống hiến hết tất cả những gì mình có trên sân. Vâng, tôi rất tự hào, rất biết ơn. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Ten Hag. Cảm ơn tất cả các thành viên trong ban huấn luyện vì cơ hội họ đã trao cho tôi ngày hôm nay. Tôi biết tất cả các cầu thủ xuất phát từ học viện và được đôn lên đội 1. Tôi tự hào được đại diện cho tấm huy hiệu này, đội bóng này và hy vọng rằng sẽ có nhiều cầu thủ hơn nữa đến từ học viện cùng nhau thi đấu trong tương lai. Man U gặp đối thủ nặng ký ở thương vụ 47 triệu bảng. Tháng trước, Gazeta tiết lộ Man U có lợi thế để thu hút tuyển thủ Hà Lan, Kokmane. Hôm nay, các phương tiện truyền thông Italia đưa tin rằng Juventus cũng đã nhảy vào thương vụ. Kokmane là cầu thủ được Bayern Conneri yêu thích. Họ muốn chiêu mộ anh để củng cố khu vực giữa sân, nhưng do có sự quan tâm từ Premier League nên giá chuyển nhượng của Kokmane rất cao. Man U phải chấp nhận trả mức phí ít nhất 47 triệu bảng cái giá mà Atalanta từng đề nghị trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mùa này, Kokmane đã ghi 13 bàn và cung cấp 4 pha kiến tạo trên mọi đấu trường cho Atalanta. Tờ Gazeta cũng đã nói về sự quan tâm của Rovers đối với tiền đạo Mason Greenwood của Man U. Ở chiều ngược lại, Quỷ Đỏ cũng muốn mang về trung vệ Leison Bremer để gia cố hàng thủ. Hậu vệ người Brazil có thể chuyển đi nếu Man U kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro và Quỷ Đỏ mong đợi có thể giảm mức phí bằng cách đưa Greenwood vào trong thỏa thuận trao đổi. Vâng, để tiếp tục đến với bản tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay thì quý vị đang xem video, thấy hay thì đăng ký ủng hộ dùm em một đăng ký với nhé. Một lần nữa cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Leroy Sané, tôi rất biết ơn Mikel Arteta. Trận đấu giữa Arsenal và Bayern Munich sẽ là cơ hội hiếm hoi để Leroy Sané gặp lại Mikel Arteta, người giúp đỡ anh rất nhiều khi cả hai còn làm việc cùng nhau tại Manchester City. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, tuyển thủ Đức đã bày tỏ sự biết ơn với nhà cầm quân 42 tuổi. Tôi rất vui khi được làm việc với ông ấy vì ông ấy thực sự đã giúp đỡ tôi ở Manchester City. Chúng tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện cá nhân về cách tôi có thể cải thiện, điểm mạnh, điểm yếu, chúng tôi đã làm việc cùng nhau rất nhiều. Tôi đã có những tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của ông ấy. Ông ấy đã trao điều đó cho tôi.
tôi vẫn ghi nhớ điều đó và đưa nó vào các trận đấu của mình, từ chọn vị trí, cách cư xử ở một số vị trí nhất định. Tôi rất biết ơn ông ấy. Lòng biết ơn và sự cảm kích sẽ tạm thời được đặt sang một bên khi Arsenal chuẩn bị tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Emirates và không đội bóng nào muốn thua cuộc. MU nhận hung tin Rashford chấn thương trận gặp Liverpool. Derby nước Anh giữa MU và Liverpool ở vòng 32 ngoại hạng Anh, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Đáng tiếc đây không phải ngày thi đấu thành công của Marcus Rashford dù anh chơi đầy nỗ lực. Tiền đạo 26 tuổi dính chấn thương và rời sân ở phút 66, nhường chỗ cho Antony. Chính Rashford đã ra hiệu cho ban huấn luyện Quỷ Đỏ rằng anh bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Các đồng đội được nhìn thấy an ủi ngôi sao người Anh trước khi giờ 10 tập tễnh rời sân. Việc anh rời sân với hai tay ôm đầu và tỏ ra thất vọng trên băng ghế dự bị khiến người hâm mộ MU cảm thấy lo lắng. Hình ảnh từ Rashford làm trầm trọng thêm tình hình nhân sự tại Old Trafford bởi đội ngũ y tế của MU đã phải đối diện với quá nhiều ca chấn thương trong suốt chiến dịch. Thực ra thể trạng của Rashford đã không ổn từ trước. Khi MU hành quân đến sân Stamford Bridge đối đầu đội chủ nhà Chelsea trước đó 3 ngày, Rashford ngồi dự bị và chỉ vào sân ở phút 66, thế chỗ ho luôn. Như mọi khi, Rashford không để lại dấu ấn cá nhân nào đáng kể sau khi vào sân. Sau khi MU hòa Liverpool 2-2, huấn luyện viên Erik ten Hag nói trong cuộc họp báo về chấn thương của Marcus Rashford. Nhà cầm quân người Hà Lan không chắc giờ 10 sẽ phải ngồi ngoài bao lâu, nhưng hy vọng sẽ không phải chấn thương dài hạn. Nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ, không chắc chắn là bao lâu, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Nóng, dộ tin huấn luyện viên Amorim đồng ý về Liverpool, Ox có chuyển nhân xứng đáng. Nguồn tin của tờ Qua cho hay, ban lãnh đạo Liverpool đã chốt xong thỏa thuận với đại diện của huấn luyện viên Ruben Amorim. Nhà cầm quân 39 tuổi, nhiều khả năng sẽ trở thành huấn luyện viên tiếp theo, dẫn dắt đội chủ sân Anfield sau khi ông Jurgen Klopp rời đi. Trong khi đó, nguồn tin từ tờ Skyline cho hay, đội chủ sân Anfield đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc với huấn luyện viên Amorim. Hợp đồng mà hai bên thông qua có thời hạn 3 năm, dù mức lương thưởng không được tiết lộ. Phần việc còn lại sẽ là cuộc đàm phán chính thức giữa ban lãnh đạo Liverpool với câu lạc bộ chủ quản của vị chiến lược gia trẻ tuổi này, Sporting Lisbon. Hợp đồng của Ruben Amorim với đội bóng Bồ Đào Nha còn thời hạn đến tháng 6 năm 2026. Do vậy, muốn Sporting Lisbon nhả người, đội bóng Anh sẽ phải chi ra một khoản tiền không nhỏ. Ruben Amorim chỉ là ứng viên số 2 theo đánh giá của các quan chức cấp cao Liverpool. Tuy nhiên, ứng viên số 1 Xabi Alonso mới đây xác nhận sẽ ở lại Bayer Leverkusen. Vì thế, đội bóng thành phố cảng vùng Merseyside phải nhanh chóng thuyết phục Amorim tránh đêm dài lắm mộng. Nên nhớ, ngoài Liverpool thì sau mùa giải 2023, bóng đá châu Âu dự kiến sẽ chứng kiến sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của hai câu lạc bộ lớn khác là Bayern Munich và Barcelona. Tương tự huấn luyện viên Jurgen Klopp, cả Thomas Tuchel của Bayern lẫn Xavi ở Barca đều đã thông báo quyết định ra đi của mình. Chưa hết, Chelsea cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến tương lai của Ruben Amorim. Trước trận Arsenal và Bayern Munich, chủ nhà ra quyết định cứng rắn. Câu lạc bộ Arsenal sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân nhà Emirates vào lúc 2 giờ sáng 10 tháng 4 tại tứ kết lượt đi UEFA Champions League. Đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải của pháo thủ trong tham vọng tiến sâu tại giải đấu số 1 châu lục. Trước trận Arsenal và Bayern Munich, đội chủ nhà ra quyết định cứng rắn. Theo đó, trong thông báo mới nhất, Arsenal khẳng định có những rủi ro liên quan đến trận đấu vì Bayern Munich không được phân bổ số lượng vé vào sân. Bất kỳ cổ động viên giữ vé, mua hoặc ghế thành viên nào của Arsenal bị phát hiện chuyển nhượng quyền sở hữu cho người hâm mộ đội khách sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu phạt Bayern Munich phải chơi trận sân khách ở tứ kết Champions League năm nay mà không có các cổ động viên. Án phạt được đưa ra sau khi cổ động viên của Bayern Munich ném pháo sáng xuống sân ở trận gặp Lazio thuộc vòng 1/8. Phía Arsenal lý giải, quyết định cứng rắn này được đưa ra nhằm bảo đảm an ninh trước nguy cơ xảy ra cảnh hỗn loạn. Theo truyền thông Anh, vào năm 2017 tại UEFA Europa League, trận đấu giữa Arsenal và Köln đã bắt đầu trong khung cảnh hỗn loạn vì cổ động viên Köln mua lại vé từ các thành viên Arsenal và các trang bán vé điện tử. Trận đấu đó đã phải hoãn hơn một giờ so với lịch ban đầu do nhiều nhóm cổ động viên Köln xung đột với ban quản lý sân, cảnh sát cũng như nhóm cổ động viên Arsenal. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.